Để phục vụ hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội, Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Kế hoạch này đang được công an các địa phương dồn sức thực hiện với mục tiêu phấn đấu sẽ thu nhận 100% hồ sơ cấp căn cước cho công dân trong tháng 10 năm 2024. Bản Lầu là địa phương đầu tiên của huyện Mường Khương triển khai cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân. Mặc dù đã gần 10 giờ đêm nhưng vẫn còn nhiều người dân đưa con đến trụ sở công an xã làm căn cước. Do một bộ phận đồng bào không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông nên công an xã cử các cán bộ chiến sĩ biết tiếng dân tộc để hướng dẫn bà con khai báo thông tin. Lực lượng an ninh cơ sở không quản ngại ngày đêm với phương châm là còn dân chờ, còn giờ làm để quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thông qua hệ thống loa truyền thanh đến từng thôn bản, công an xã Bản Lầu đã tích cực tuyên truyền về đợt cao điểm cấp căn cước, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách công dân thường trú trên địa bàn, sẵn sàng cho việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước đồng loạt ở tất cả mọi lứa tuổi. Chúng tôi đã giao cho lực lượng cán bộ giáo viên nhân viên của các đơn vị nhà trường sẽ phối hợp cùng lực lượng của công an xã cũng như là lực lượng đoàn, lực lượng phụ nữ cũng như là tổ an ninh, tổ cộng đồng để thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của ban huyện Mường Khương. Triển khai kế hoạch cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân đảm bảo tiến độ. 9 trên 9 đơn vị cấp huyện đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm, không kể ngày đêm, đến từng trường học, thôn bản, tổ dân phố, tuyên truyền để nhân dân biết đến trụ sở công an xã làm căn cước, đồng thời đảm bảo các điều kiện triển khai, không để người dân phải chờ lâu. Nhà nước làm này là rất tạo điều kiện cho nhân dân, với lại những người mà đỡ phải đi lại, nó thuận tiện rất là nhiều. Thế nên là chúng tôi dù bận rộn nhưng mà cũng cố gắng đi làm cho các cháu để cho nó an tâm được cái là sau này là chỉ cần cầm mỗi cái đấy đi là các tất cả mọi cái giấy tờ thủ tục đều coi là giảm bớt đi. Theo thống kê, toàn tỉnh còn 222.045 trường hợp, bao gồm công dân dưới 14 tuổi và công dân trên 14 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Với 70 ngày đêm cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân cho tất cả các đối tượng trong tháng 10 năm 2024.